Chào các bạn, hôm nay nội địa Nhật Bản sẽ cùng các bạn tìm hiểu cái băng gọi là băng tám trách, một cái băng ra đời cũng khá lâu rồi nhưng mà cái vòng đời của nó cũng khá ngắn nên là ít người biết. Băng này thường có nội dung là các bài hát karaoke, ví dụ đây là tuyển tập karaoke này, mỗi cái băng này thì có 8 bài hát karaoke và bộ này thì có 4 hộp, đây chỉ hộp B, hộp D thôi. Gọi là băng Dynamic 8 tape, là băng 8 trách. Thì trong này được tặng kèm luôn cả cái quyển ghi lời bài hát. Những cái đài phát băng này thường thì có sẵn lỗ cắm micro để các bạn hát karaoke. Mỗi một băng thì có 8 bài hát. Vậy là một hộp thế này sẽ có khoảng 40 bài hát chuyên về karaoke. Thì hồi xưa Nhật Bản họ rất là thích hát karaoke. Thì karaoke cũng ra đời từ nước Nhật Bản. Ở trên cái hộp này thì có in thông tin của các cái bài hát có trong các băng này. Và ta đánh số băng 6, 7, 8, 9, 10. Đây, các bài hát mỗi băng có 8 bài. Đây là nội dung của các cái cuốn băng trong đây. Tương tự vậy, cái hộp này cũng thế. Tên nội dung này. Đây là cuốn thứ 16 đến 20. Cái băng này là sản xuất dành cho thị trường Nhật Bản. Nên các bạn thấy nội dung toàn tiếng Nhật thôi. Và hình như là lúc nó ra đời ấy, cũng chỉ tồn tại ở nước Nhật thôi. Băng này có tên là Dynamic 8 Tape. Là băng 8 track. Đây cũng sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở bên trong. Đóng gói thì bên trong này sẽ có 5 cuốn băng. Được đánh số 6, 7, 8, 9, 10 này. Bên này cũng thế. Và đi kèm nó là một quyển sách giới thiệu các cái bài hát ở trong này. Đây có lẽ là lời các bài hát toàn tiếng Nhật thôi. Và chúng ta sẽ tìm hiểu cái băng thám sách xem như thế nào. Đây, kích thước của băng thám sách như sau. Nó hình chữ nhật, chiều cao là khoảng 13,5 cm, bề ngang là khoảng 10 cm và chiều dày của nó là khoảng 2 cm. Đây, tên là băng Dynamic 8 tape. Đây là 8 nội dung của cái băng này. Và đây là nước băng. Trông giống như là cái nước băng của đài băng cối. Vậy nó lưu trên này có 8 dãy âm thanh, nên gọi là băng 8 track. Sản phẩm này là của công ty ARC. Có cái tem chống hàng giả này. Dành cho thị trường Nhật Bản, nên các bạn thấy toàn tiếng Nhật thôi. Đây có bản quyền, được sản xuất tại Nhật Bản. Do bản quyền này do một công ty của Mỹ giữ. Thì để mở cái này sẽ cần cái đài này, chạy được băng 8 track. Nội địa Nhật Bản cũng có một clip chạy thử cái băng này, các bạn có thể xem trong clip đó bằng cái đài của hãng Columbia. Đây, các băng thì giống nhau hết cả thôi. Đây là băng 8 track. Nếu mà các bạn quan tâm tới cái băng thám sách này, các bạn có thể liên hệ nội địa Nhật Bản theo số điện thoại bên dưới. Và đừng quên đăng ký kênh nội địa Nhật Bản để có thêm nhiều thông tin về các cái sản phẩm dành cho thị trường Nhật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.